ơi, hôm nay mình sẽ quay lại với mọi người với một cái chủ đề nó liên quan tới kiểu dáng. Thì những cái buổi chia sẻ lần trước thì chúng ta chỉ nói về những cái tóc quăn và những cái kiểu kỹ thuật uống nhũ nhuộm. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay về một cái chủ đề mới, nói về là tóc thẳng và những kiểu nào phù hợp với mái tóc thẳng. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu quay về với sợi tóc thẳng là như thế nào. Vì có những cái chất tóc mà thẳng rất là tự nhiên, thẳng suông, thẳng đến nỗi mà nó xẹp trên cái khuôn mặt của người khách hàng. Thì để cho chúng ta chọn những cái kiểu dáng làm sao mà cho nó phù hợp, thì hôm nay mình ngồi lại với nhau phân tích một chút xíu. Thì thông thường á, tóc thẳng á, cái chất tóc rất là có độ bóng và có độ mịn hơn là những cái tóc quăn. Và tóc thẳng thì rất là dễ tạo kiểu hơn là tóc quăn, vì sợi tóc luôn luôn nằm trong trạng thái là suông và bóng. Thì chúng ta có thể thay đổi uống dẫn sóng hoặc là uống cúp, hoặc chúng ta có thể là tạo kiểu. Thì khi một thời gian xài ra thì cái chất tóc vẫn còn giữ cái độ bóng, nó khác hoàn toàn với sợi tóc quăn, nó là ở cái điểm đó. Và với một số bạn nữ hiện tại ở đây là cảm giác là cái tóc xoăn nó không có được sang, hoặc là cái tóc xoăn nhìn nó bình thường đơn điệu, cái tóc thẳng thì nó mượt hơn, vân vân, rất là nhiều cái lý do, rất là nhiều câu hỏi. Và mỗi một ngày Hạnh nhận rất là nhiều câu hỏi từ khách hàng, để tóc xoăn thì nó xù quá, mà để tóc thẳng thì nó lại không được sang, hoặc là nó không được đẹp. Thì đó là cái sự trăn trở của tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đính chính lại, có nghĩa là tóc thẳng vẫn sang, vẫn đẹp mà vẫn cá tính, chứ không nhất thiết là chúng ta phải uống xoăn lên thì nó mới sang. Vì mặc định của nó thẳng là nó có một sự trẻ trung rồi. Nó có cái trường hợp như thế này, khi mà tóc xoăn lên thì cảm giác như chúng ta hơi cứng một chút xíu. Có nghĩa là tại sao gọi là cái từ hơi cứng? Tại vì sang lên, thường tóc xoăn nhìn người mình nó sang lắm, còn tóc thẳng thì nhìn nó trẻ trung và nhìn nó thanh lịch hơn. Thì với cái mái tóc xoăn, với cái mái tóc thẳng, chúng ta có thể chọn cái kiểu dáng cắt theo kiểu gọi là laser, Hạnh gọi là laser cắt tóc tầng á, vì nó hơi có cái độ so le, nó ôm vào cái khuôn mặt của mình. Hoặc là chúng ta sẽ chọn những cái tóc mà tóc ngang, tóc ngang mà ngắn, cũng giống như cái tóc của Hạnh, thì nó là một dạng tóc ngang nhưng nó hơi so le một chút xíu, thì nó có vẻ thời trang hơn, nó modern hơn là cái tóc ngang mà chúng ta cắt ngang bằng để chúng ta uống cúp. Thì đó là cái sự khác biệt. Thì với một cái tóc so le thẳng như vậy thì rất là dễ xài sau khi mà gội đầu. Có nghĩa là khi chúng ta gội đầu xong, như tóc của Hạnh, khi mà gội đầu xong chỉ cần sấy khô, lấy tay vuốt vài cái thế này thôi, thì nó sẽ tự động nó sẽ vào nếp. Chúng ta không cần phải quấn hay là chúng ta không cần phải làm kỳ công nhiều hơn. Thì đó là cái tiện thứ nhất. Cái thứ hai, nó trẻ trung và nó làm cho mình cảm thấy gọi là trẻ hơn, có nghĩa là tự tin hơn là những cái tóc mà chúng ta quăng quăng, cúp cúp. Ở đây Hạnh không nói tóc nào đẹp hơn, tóc nào xấu hơn. Thì Hạnh chỉ phân tích một chút xíu về tóc thẳng. Tại vì Hạnh thấy có rất nhiều bạn với cái mái tóc cực kỳ đẹp mà cảm giác là các bạn không có tự tin về cái tóc của mình. Thì hôm nay Hạnh sẽ đính chính lại, tóc thẳng vẫn sang, tóc thẳng vẫn đẹp. Cái quan trọng ở đây là chúng ta lựa chọn cái kiểu cắt làm sao để cho nó có cái cá tính và nó sẽ đẩy bật lên cái mái tóc của mình. Vẫn là cái mái tóc dài mà chúng ta cắt điệu một chút xíu, chúng ta để thẳng rất đẹp. Còn đối với những cái tóc ngắn mà chúng ta cắt điệu được, chúng ta có thể cắt tạo ra những đường so le, đường giỡn giỡn bay bay lên, thì có thể là chúng ta xài cái tóc thẳng nó vẫn sang hơn mà lại đơn giản, cách xài hơn nó là như vậy. Thì tại sao Hạnh lại nói ở cái chủ đề này? Tại vì có nhiều cái thắc mắc và cũng như là có nhiều cái
suy nghĩ, Hạnh muốn giải tỏa cái suy nghĩ và cái thắc mắc cũng như là tất cả các khách hàng của mình, và cũng như cái người thợ, bản thân chúng ta cũng vậy. Bản thân Hạnh cũng là một người thợ thì mong muốn một điều là tạo ra một cái mái tóc cho nó, thứ nhất là cho nó có sự thay đổi mỗi khi mọi người đến cửa hàng. Hai là tạo cái sự trẻ trung, cái sự đơn giản. Ba là tạo một cái điểm nhấn khác biệt một chút xíu, chứ nó không đơn thuần là với một cái kiểu tóc mà chúng ta chỉ xài hoài. Và cũng có một số trường hợp với những cái mái tóc cực kỳ đẹp luôn á, Hạnh thấy có những cái tóc nó rất là đẹp, nó suông, nó đẹp, mà Hạnh tới, khách hàng tới, mọi người bị hoang mang, mọi người nhìn trên mạng xã hội rất là nhiều kiểu dáng, mọi người bị hoang mang về cái kiểu và mọi người bị hoang mang về cái gọi là xu hướng, thì nó lại có một cái sự gọi là tác động vào mình. Thì cái mái tóc của mình hiện tại nó đang đẹp mà mình vẫn không nhìn ra, mình bị ảnh hưởng bởi nhiều kiểu, nhiều xu hướng và có những cái sự ảnh hưởng, nó là như vậy. Nên là Hạnh cũng mong muốn rằng cái buổi chia sẻ này có thể cho chúng ta hiểu một điều rằng cái tóc của chúng ta, cái quan trọng là chúng ta chọn cái kiểu dáng nào phù hợp. Còn tóc thẳng hay tóc xoăn nó chỉ hỗ trợ thay đổi cái cá tính một chút xíu, còn cái kiểu cắt thì nó cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta cắt những cái mái tóc đẹp thì chúng ta để thẳng nó vẫn đẹp, mà chúng ta làm xoăn lên nó vẫn đẹp, chứ không phải là chúng ta làm xoăn nó mới đẹp hoặc chúng ta để thẳng nó mới đẹp. Đó là cái quan trọng trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nên là có nhiều bạn cứ có suy nghĩ là vào uống cho nó xoăn, hoặc là có nhiều bạn là vào suy nghĩ là chắc là duỗi thẳng nó sẽ trẻ hơn. Nhưng hôm nay Hạnh sẽ đính chính lại là duỗi hay uống chỉ là một phần hỗ trợ cho chúng ta để theo đúng cái kiểu dáng. Còn cái kiểu cắt nó sẽ ảnh hưởng tới cái khuôn mặt của chúng ta. Nên là có nhiều bạn tóc thẳng mà chọn được những cái kiểu dáng phù hợp thì chúng ta nên để những cái tóc suông thẳng bình thường, hoặc có những bạn có những cái tóc mà dợn sóng tự nhiên thì chúng ta nên để những cái dợn sóng tự nhiên. Chúng ta chỉ chọn những cái kiểu làm sao mà cho nó phù hợp, chúng ta cắt thì mình nghĩ là nó sẽ tăng lên cái đẹp tự nhiên hơn, kết hợp với kỹ thuật, kết hợp với chất tóc tự nhiên, thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái mái tóc cực kỳ tự tin. Mà các bạn thấy rồi đó, các bạn có một mái tóc tự tin thì hầu như là chúng ta rất là vui, đi đâu chúng ta rất là tự hào và tự tin, nó không có bị cản trở về cái vấn đề giao tiếp của mình. Thì cái buổi chia sẻ của Hạnh sẽ kết thúc ngay hôm nay. Chào tất cả mọi người và hẹn mọi người trong cái buổi chia sẻ lần sau.